Rồi, hai xin chào anh em, chào mừng anh em cùng quay trở lại với kênh của Thắng ha. Thì hôm nay có một số đồ lên cho anh em mình, thì anh em hỏi mình là dụng cụ làm vườn nè, máy thổi, pin của Ryobi, máy cắt cỏ pin, cưa xích, xăng thì hôm nay cũng có lại cho anh em mình đầy đủ ha. Ngay từ đầu clip thì em xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng của em một lần nữa là nằm tại 18 đường 8 phường Linh Trung quận Thủ Đức. Anh em mình có thể tới xem máy, test máy. Còn anh em nào ở xa thì có việc liên hệ hai số điện thoại góc màn hình là hai số điện thoại của shop, anh em có thể gọi trực tiếp qua Zalo hoặc là gọi trực tiếp qua số điện thoại trên luôn. Tất cả món trên đây em báo giá cho anh em mình là đều bao ship hết, và em xin nhắc lại một lần nữa là em bảo hỗ trợ bảo hành cho anh em mình là 3 tháng. Về sau lỡ hỏng em hỗ trợ sửa chữa nên anh em mình cứ yên tâm. Ngay từ đầu thì em cũng hay nhắc lại những cái câu mà thường thường quen của shop, thì anh em nào mà xem trong clip này được ha. Thì hôm nay em sẽ có nó là các cỏ pin Ryobi 18V 40V và bên đây là thổi lá HP. Thổi lá HP thì em sẽ có là thổi turbo không than và thổi có than. Thì hai mẫu giá nó sẽ khác nhau. Và anh em lưu ý giùm em ha, anh em là có pin sạc rồi á thì anh em mình nghe thân máy, nghĩa là thân máy chưa bao gồm pin sạc. Còn anh em nào mà chưa có pin sạc thì anh em mình chú ý lắng nghe giùm em cái câu mà cả bộ ha. Thì em cũng sẽ báo giá cả bộ và báo giá mà body cho anh em riêng biệt cho anh em mình luôn. Rồi còn bên đây thì cưa xích em có dòng 38cc Ryobi Mỹ về lại, la 14, la 16 đầy đủ luôn. Black Mark cũng là Mỹ, Chuber cũng là Mỹ và Chuber đặc biệt về hai con 50cc cực đẹp cho anh em mình luôn, lam 50. Ở đây là lam 16 với lại lam 14, nghĩa là lam nó là được 340cm, lam 16 có nghĩa là được 45. Đó, hai cái loại lam đó, lam 18 là 45 á. Ba cái loại lam cho anh em mình. Thì ba cái loại lam thì anh em nào mà thích giá cái loại nào thì cũng được, tại vì nó là đồng giá hết anh em. Rồi, ngay từ đầu em sẽ đi vào clip mà về những cái con cưa xích cho anh em mình trước đi. Ngay từ đầu thì em sẽ lên cho anh em mình đó là con Ryobi. Lấy mấy em con Ryobi lại đây luôn. Rồi, trước mặt cái anh em đây là cái cây cưa xích Ryobi xăng. Con này động cơ xăng, dung tích của nó là được 37cc, con này 37-38cc, nó có một mã đúng rồi anh em. Lam của nó là lam 14 inch, tương đương với lại lam 35cm, dành cho anh em nào cắt cây ở đường kính 30, đồ 35, đồ này kia nó vi vu ngon lành. Nói chung những cái cưa này xài gia đình thì nó khá là hợp lý ha. Động cơ 2 thì, có bơm nhớt tự động, có khóa lam cho anh em mình luôn. Đó, có khóa lam. Rồi, bên đây thì là lam của nó là 14 inch, tương đương với lại 35. Ở đây thì có vú bơm đồ này kia, máy tình trạng cực kỳ đẹp anh em. Nói chung hàng bãi mà anh em nhìn cây máy nó chất như vậy thì anh em cũng hiểu về cái độ mà hàng thiển bên em như thế nào. Đặc biệt ở trên lam nó sẽ có một cái đầu bu cho anh em mình nè, nghĩa là khi anh em mình cắt ở những giống như là cái nền xi măng, hoặc là anh em mình cắt cái cây này sợ phạm cái cây khác, thì nó thiết kế nó sẽ có một cái đầu bu để che bảo vệ không phạm với cây khác, còn không cạ xuống nền. Đó, ở đây thiết kế của Mỹ rất là hay. Mỹ thì đặc biệt là cây nào Mỹ đều có cái này hết á. Đó, còn cái này thích thì anh em mình tháo ra, không thích thì anh em mình giữ lại zin theo máy vậy đều được hết nha. Rồi bây giờ giật nổ test thử cho anh em mình coi. 38cc Ryobi lam 14 mình. Tê tái anh em. Mấy con này là em làm sẵn hết rồi, về anh em mình chỉ cần bán thôi chứ không cần phải làm gì nữa ha. Rồi thì hiện tại cái anh em đang bán cho anh em mình với giá là 1.700.000 trên một cây. 1.700.000 nghĩa là lam 14 inch ha anh em. Anh em lưu ý nhớ mã giùm em nha. Không nhớ mã thì anh em mình em để giữ nguyên cho anh em mình chụp màn hình lại cái nè. 1.700.000 một cây. Lam 14 inch Ryobi. Rồi, tiếp tục với anh em nào mà cần cái lam của nó là lam 16 inch. Ví dụ như anh em, Thắng ơi anh có nhu cầu cái lam nó dài hơn thì anh em kêu Thắng lắp lam 16. Lam 16 thì sẽ là 1.800.000 một cây ha. 1.800.000 một cây thêm mùm em 100.000. Đó, là anh em nào thích lam 14 thì là 1.700.000. Còn lam 16 thì sẽ là 1.800.000. Tùy anh em mình lấy loại lam ha. Em có cả lam 18 inch 45 nữa anh em. Có đủ hết cho anh em mình ha. Rồi, bên đây thì em sẽ có cái dòng Black Mark nào anh em nào mà xem kênh của em nhiều rồi trước giờ đó thì anh em đều biết về cái thương hiệu Black Mark này. Rồi lấy một con Black Mark giùm em đi. Black Mark thì cũng là 38cc, nó cũng là thương hiệu Mỹ. Rồi bên đây thì em sẽ có một cái con cưa xích Black Mark mẫu huyền thoại Chuber ngày xưa đó anh em.
cái này thì thích hợp cho thị trường đó là Mexico nè và Mỹ. Con này là hai thị trường nha anh em, có chứng nhận UL trên máy đầy đủ như là con Ruby luôn. Nói chung là nó không khác gì Ruby, do nó xuất thị trường khác nên cái tên của nó sẽ là khác, Chuber hoặc là Hypertex hoặc là Blackmark. Ba cái thương hiệu đó là một trong một cái siêu thị. Anh em nào không tin thì cứ việc chụp màn ảnh lại cha coi nó nằm ở đâu, xuất xứ ở đâu, đang bán tại đâu hay là như thế nào ha. Rồi động cơ cũng là hai thì, động cơ vẫn là hai thì. Lam con này sẽ là 16 inch tương đương với lại là 40 cm, động cơ hai thì, đầu bô trắng nõn. Nói chung là anh em nào cắt gia đình hoặc là cưa cây trong vườn đồ này kia, nhà có vườn lớn á, có cây đổ này kia, tầm giá 1 triệu mấy là anh em mình có một cây. Rồi giật nổ test thử máy cho anh em mình coi cái luôn, cây nào thì em cũng test cho anh em mình xem cắt như thế nào cái ha. Tiếng nổ tê tái ha. Rồi hai bê tích lách mắt này em đang bán cho anh em mình với giá là 1,8 triệu một con, lam 16 inch. Anh em nào quan tâm chụp màn hình lại em cái ha, lam 16 inch đó, lam 16 inch giá hiện tại là 1,8 triệu một con. Rồi bên đây tiếp tục với anh em mình đó là dòng ha, lấy giùm em dòng Chuber 38 đi anh, mưa luôn rồi anh em, mưa hơi căng ha, mấy cái máy pin bên kia hơi căng. Rồi nhưng mà cũng ráng quay xong cái tiên có cái đám mây nè anh em. Đó, cái mưa luôn. Rồi, bên đây là em sẽ có dòng Chuber. Dòng Chuber này là dòng Chuber 38cc. Con này đang bán tại Mexico. Con này động cơ là 38cc luôn, nhưng mà lam con này là 14 inch. Thì hiện tại giá của nó cũng là 1 triệu 7 luôn. Giật nổ test thử cho anh em mình nghe cái. Cắt thử cho anh em con cái luôn. Tiếng nổ tê tái là 14 inch, 1,7 triệu nha anh em. Chuber, anh em lưu ý nhớ mã Mexico á. Đang quay mưa quá mới chạy một lần xong ra lại đó anh em. 38cc Chuber là 14 inch, giá hiện tại là 1,7 triệu. Đó, con này xuất cho thị trường Mexico. Rồi, tiếp tục với anh em mình đó là cái dòng 50cc. Lấy lại dòng 50cc cho anh em coi cái. Rồi, con này là Chuber Mexico 50cc. Con này là lam 20 inch, tương đương với nghĩa là lam 50cm. Động cơ vẫn là 2 thì, nhưng mà công suất của nó là tới 50cc lận anh em. Quay một vòng cho anh em mình coi cái nha. Cái này, con này thì thích hợp cho anh em nào cắt cây lớn hơn. Đó, con này hiện tại thì em đang bán cho anh em mình với giá là 2,2 triệu một con ha. 2,2 triệu một con Chuber, vẫn có đầu bảo vệ lam nha anh em. Giật nổ cho anh em mình nghe tiếng máy cái rồi mình đi cắt cỏ mưa tiếp nữa rồi. 50 thì tiếng nổ tê tái nè. 50 thì tiếng nổ tê tái nhạc ra cho anh em mình nghe tiếng lại cái đi. Rồi. Rồi, tiếp tục với anh em mình qua đây là cắt cỏ ha. Ướt nền rồi anh em. Lâu lâu lên cái clip mà ông trời ông không cho. Rồi, lấy giùm em con cắt cỏ 40V đi. Có than á. Đúng rồi. Lấy cục pin với cái sạc ra luôn Dũng ơi. Rồi, qua máy này nè anh Linh. Để có gì cắt cỏ thử cho anh em coi cái luôn. Lấy pin 40 Dũng với cái sạc luôn Dũng. Rồi, trước mặt với anh em đây là cây cắt cỏ pin 36-40V. Anh em nào có pin rồi thì đều sử dụng được cho với cây này. Cây này thì động cơ là có chỗ than nhưng mà cực kỳ mạnh. Anh em mình có thể dùng lưỡi được nè. Lấy cái lưỡi ra luôn, dùng cước được. Thì họ hỗ trợ sẵn cho anh em mình đó là một cái lưỡi sắt và một cái ổ cước. Để cái lưỡi sắt ngay chỗ cái vị trí đó cho anh em coi cái. Đó là phụ kiện đi kèm. Thì em có tặng như vậy. Đó, máy tay nắm đầy đủ. Một máy một pin 4A. 4A 40V. Cộng với lại sạc điện 220. Đó, sạc nhanh luôn nha anh em, vừa cắt cước được, vừa lửa sắt được. Đó, nguyên bộ như vậy thì dành cho anh em nào cắt gia đình, cắt vườn đồ này kia. Anh em có vườn nhỏ nhỏ mà không muốn máy xăng mà nó bất tiện đồ này kia thì anh em mình chơi loại này. Thì bộ này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 2,2 triệu một bộ. Một máy, một pin 4A Mỹ, cộng một sạc nhanh, có đầu cước, có lưỡi cho anh em. Đó, một bộ như vậy. Còn anh em nào mà có pin sạc rồi thì hiện tại thân máy này em đang bán cho anh em mình với giá là 1,2 triệu.
1,2 triệu dành cho anh em nào lấy cái thân máy này ha. Thân máy này là 1,2 triệu, còn đầy đủ pin sạc là 2,2 triệu đó. Còn anh em nào muốn mua thêm pin thì cứ việc liên hệ hai số, em cứ tư vấn nhiệt tình cho anh em mình luôn, nên anh em mình cứ không có cần phải ngại, là cũng như không em không có ngại những người hỏi anh em. Nói chung là anh em mình không hiểu cái gì cứ mạnh dạn hỏi em, báo em tư vấn hết cho. Rồi bây giờ cắt thử cỏ cho anh em mình đi, sẵn đây có mấy bụi cỏ nè anh em, triển luôn cho anh em mình coi. Hiện tại là em đang đánh ổ cước ha. Rồi được rồi anh. Đó, anh em thấy cước mà đánh mạnh cỡ đó thì lưỡi gắn vô cỡ nào nữa ha. Rồi một bộ như vậy em xin nhắc lại một lần nữa là 2,2 triệu một bộ, một máy một pin 4A cộng sạc. Đó, còn thân máy là 1,2 triệu ha. Rồi qua. Rồi tiếp tục với anh em bên đây là lấy cho mình cái cắt cỏ 18V. Rồi thì hiện tại anh em nào trên kênh của em là chắc cũng đang xài rất là nhiều về đầu pin ta 18V ha. Thì 18V thì đây là cái con mẫu mới nhất hiện tại. Lấy cục sạc 40V nó qua một bên luôn. Đây là một cái mẫu mới nhất hiện tại nè anh em. Thì con này là động cơ là không chổi than của anh HP. Nó sẽ có hai chế độ, đó là anh em mình muốn mạnh nè, mạnh vừa, anh em mình cắt cỏ thảm, anh em mình muốn mạnh nhiều để anh em mình gắn lưỡi sắt. Thì hiện tại cây này là hỗ trợ đầu bò rootless không chổi than. Cái đầu của nó là đầu motor trên đây nha. Ở dưới là gắn pin ở dưới. Ở trên đây nó có một cái motor nên máy cực kỳ mạnh. Anh em mình có thể dùng như là cắt cước được nè, cắt lưỡi sắt được nè ha. Động cơ là không chổi than nên em mình không cần phải bàn. Con này là 18V, hiện tại thân máy em đang bán cho anh em với giá là 1,9 triệu một thân máy. Cắt cỏ 18V rootless mẫu mới nhất hiện tại 2024. Đó, giá hiện tại là 1,9 triệu một thân máy nha anh em. 1,9 triệu một thân máy sử dụng pin 18V. Còn anh em nào muốn mua một máy một pin một sạc thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 2,9 triệu một bộ. 2,9 triệu một bộ đối với dòng 18V này ha. Một máy một pin 4A new cộng sạc như vậy của nó nè. Còn thân máy không thì là 1,9 triệu, vẫn được tặng lưỡi sắt rin Ryobi nha anh em. Lưỡi này là lưỡi rin 3 chân. Rồi bây giờ cắt thử nó cho anh em mình coi. Anh em coi 18V cắt nè. Không chỗ than nên anh em mà nghe tiếng cực kỳ im ha. Anh đẩy cái chế độ mạnh hơn xíu à. Cái chế độ bên ấy á, đẩy lên nó mới mạnh. Anh em nhìn 18V cắt không nghe tiếng luôn em. Đó. Cái này là em chưa có thâu cước. Ổ cước này anh em mình muốn dài hơn nữa cũng được. Đó, ở đây thì em canh chưa tới. Canh tới chụp bảo vệ là vừa ha. Đầu bò đời mới, mẫu 2024, thân máy cộng pin cộng sạc 4A, giá hiện tại là 2,9 triệu, thân máy không thì sẽ là 1,9 triệu ha. Đối với dòng 18V HP. Rồi, lấy pin làm em. Rồi bên đây thì em sẽ có mấy cái dòng máy thổi cho anh em mình. Thì hiện tại anh em nào mà có pin sạc rồi thì anh em mình chỉ cần mua thân máy. Anh em nào chưa có pin sạc thì anh em mình phải mua một bộ nha anh em. Rồi, trước mặt với anh em đây là cái con thổi lá 36V, lấy cục sạc lại đây giùm em. Con này là động cơ là có chở than, nhưng mà lực của nó là 260 km/h. Anh em mình dùng để thổi bụi, thổi sân vườn rồi này kia thì khá là hợp lý luôn ha. Một bộ đi gồm một máy một pin 4A cộng sạc, hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 2,2 triệu. 2,2 triệu lấy cục pin 4A cộng sạc là 2,2 triệu một bộ. Còn bây giờ thì em sẽ test thử lực thổi của nó cho anh em mình coi một cái. Đây là lá nước nha anh em. Anh em mình thổi nước, thổi lá này kia vi vu luôn. Đó, rồi thổi ít như đó được rồi. Còn để cho cái máy kế tiếp. Rồi, một máy một pin một sạc hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 2,2 triệu một bộ. Thân máy này anh em mà muốn mua riêng á thì sẽ là 1,2 triệu nha anh em. Thân máy 36V 40V này nè, là anh em nào có pin rồi lấy thân máy thì sẽ là 1,2 triệu. Rồi qua mẫu. Tiếp tục với anh em mình đó là một cái mẫu 18V. Qua mẫu này giùm anh cái. Tiếp tục với anh em mình, đây là mẫu 18V Ryobi. Con này là dành cho anh em nào đang có pin rồi. Con này động cơ có cho than, lực thổi của nó là 250 km/h. Anh em dùng để thổi bụi sân vườn, thổi bụi nhà này kia, thổi gốc kẹt rồi này kia, làm lười quét đó, anh em mình thổi gom lại nó cũng khá là hợp lý đó. Với anh em nào mà có sân rộng, vườn rộng hay là nhà có lá rây rụng á thì anh em mình chơi bộ này. Thân máy nếu mà không có pin thì hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 1,4 triệu. Mẫu này nha anh em, mẫu lớn nó sẽ có một cái loại mẫu nhỏ nữa. Một cái loại mẫu nhỏ kia là em bán chỉ có 1,2 triệu thôi.
đối với cái dòng mẫu nhỏ, còn con này là dòng mẫu lớn. Đó, một máy một pin 4A cộng sạc thì em sẽ bán cho anh em mình với giá là 2,4 triệu một bộ. Còn anh em nào lấy thân máy thì sẽ là 1,4 triệu đối với cái dòng này nha. Dòng lớn vừa này, còn một cái dòng y chang này nhưng mà nó nhỏ hơn, anh em lưu ý. Chứ không phải là cái mẫu này giá nó cao nha, nó sẽ có một cái dòng nhỏ hơn. Anh em nào mà clip sau, anh em nào yêu cầu hay là giống như anh em nào nhắn tin gửi cái mẫu dòng nhỏ hơn 1 triệu với 1 triệu 2 á, em gửi mẫu cho anh em mình xem. Đó, còn bộ này thì sẽ là 2,4 triệu một bộ. Một máy một pin 4A cộng sạc, thân máy thì sẽ là 1,4 triệu. Đây là dòng thổi 18V dành cho anh em nào đang có pin 18V, thổi thử cho anh em coi một cái. Đó, có một cái rất là tiện anh em, thổi lá gươm lại đồ này kia cực kỳ tiện, thổi siêu sạch luôn, lá nước lá khô gì anh em mình thổi được hết, rất là tiện luôn, máy chạy cực kỳ im. Đó rồi, tiếp tục với anh em mình đó là mẫu trùm cuối HP, lấy mẹ em con đó đó anh, con đó đây. Rồi rồi, cục pin với cái sạc rồi. Rồi, trước mặt với anh em đây là cái con máy thổi lá 40V Ryobi. Dòng này là dòng mạnh nhất Ryobi hiện tại. Đó, con này thì nó có thêm chức năng đó là turbo nè anh em. Đó, turbo có nghĩa là khi anh em mình sử dụng cò là lực vừa, anh em mình muốn mạnh hơn nữa thì anh em mình nhấn turbo. Đặc biệt con này khá hay, dành cho anh em nào hay mỏi tay hay chị em nào hay mỏi tay á, nó có cái cò khóa ga. Anh em mình chỉ cần bật cái cò thôi và cầm thổi thôi, không có cần phải bóp ga. Một số anh em thì thích bóp, một số anh em thích cầm gạt lại như vậy, khóa cái ga nó lại. Đó, động cơ là không chổi than. Đây là mẫu hiện tại mạnh nhất Ryobi 40V cầm tay. Đó, có chức năng turbo, động cơ là không chổi than. Con này lực gió nó là 320 km/h. 320 km/h nha. Động cơ là không chổi than của anh HP. Mẫu cực kỳ đẹp ha anh em, có chức năng turbo. Đó, thì thân máy này hiện tại em đang bán cho anh em mình với giá là 2 triệu đúng. Thân máy là 2 triệu đúng. Còn một pin một sạc nữa thì là hiện tại là 3 triệu đúng nha anh em. 3 triệu đúng một bộ mà dòng 40V HP này. Một máy một pin một sạc là 3 triệu đúng, thân máy không là 2 triệu dành cho anh em là có pin rồi. Còn bây giờ thì em sẽ thử cái lực của nó cho anh em mình coi. Cực kỳ mạnh, không chở than. Anh thổi nước giùm em luôn nè. Thổi đá luôn cho anh em coi cái. Siêu lực luôn anh em, đi tới đâu là sập tới đó nè. Đó, không chổi than, HP có turbo. Đó, còn những cái body mà giống như nó cũ cũ, nó vàng vàng hơn 1,6 triệu, 1,8 triệu em vẫn có nha anh em. Đó, còn những quay đẹp như vậy thì thân máy sẽ là 2 triệu. Nói chung là giá em bán theo tình trạng, chứ không phải là bán theo mà giống như là đồng giá. Nếu mà đồng giá ai cũng lựa cái đẹp trước, còn mấy cái cũ thì bán cho ai. Nhưng những cái con mà cũ cũ như là đây, nó ngã vàng vàng rồi nè, thì con này tầm khoảng 1,6 triệu anh em. Còn cây nó chạy nhiều hơn xíu thì em sẽ fit cho anh em. Nói chung là đều có giá cho anh em mình hết. Nhưng mà anh em nào muốn một bộ xịn sò con bò, đó, chơi luôn bộ này. Đó, mẫu siêu xịn cho anh em mình, mạnh nhất hiện tại của Ryobi dòng 40V, 36V ha. Có pin 36, có pin 40 đều xài hết được. Rồi, lần cuối thì em xin nhắc lại địa chỉ cửa hàng với anh em mình ha. 18 đường 8 Linh Trung Thủ Đức, anh em mình có thể tới xe máy test máy luôn. Còn anh em nào ở xa thì có việc liên hệ hai số điện thoại góc màn hồng trên góc màn hình nè. Đó, em hỗ trợ ship code toàn quốc nè, bảo hành cho anh em mình là 3 tháng hết, về sau là không em hỗ trợ sửa chữa cho anh em mình luôn. Nên bây giờ thì chào anh em, hẹn anh em gặp lại vào video vào kế tiếp nè.